Tiến Bịp, hẹn anh Luân là sang chỗ nào Campuchia nó ra gặp. Và nó đang ở chỗ Hoàng Diệu bên Campuchia đúng không? Cửa khẩu Hoàng Diệu gì đấy. Nhưng mà anh Luân anh cho các em anh dình mấy ngày. Có gặp nó đâu, nó chuyện địa bàn rồi. Nó nói là việc của mồm cho oai thôi, chuyện vị trí rồi. Nó mà để các em anh Luân mà vô được thì thôi đúng hỏng. Tiến Bịp bây giờ có thấy nó ở chỗ cũ đâu. Bình thường nó ở chỗ cũ, bây giờ có thấy nó ở chỗ đấy đâu. Anh em bấm follow anh em ơi. Anh em bấm cho Khánh cái follow nhá. Tao cho một câu này. Khánh nhà cai, bố nuôi của Nhạn Nhí Nhảnh, Nhạn Nhóng Nhéo, Nhạn Nhút Nhát, ông nội của Tiến Bịp nhá. Từ đây tao tuyên bố này, từ đây tao tuyên bố này, việc của anh Luân, em nói anh Luân này, anh không được động vào thằng Tiến Bịp vì nó là con của em nhá, nó là con nuôi của em. Anh động vào nó, anh nói qua với em một câu, anh động thoải mái. Còn giờ là vẫn là em của con của em, anh hiểu chưa? Tiến Bịp giờ là nó là con nuôi của em rồi, anh động qua nó anh phải nói qua em một câu, lúc anh muốn làm gì thì làm. Kêu đâu khóc em, im mẹ này, thằng này giống thằng Tiến Bịp nhỉ, đầu to giống Tiến Bịp thật. Anh em thế không đi nè, bị bà lại bắt tôi lên cái gì nhỉ, người chạy bài đang là chim làm sao nó bắt tôi lên cây cao tốc 34.500 cái gì cụ lại chạy bài cái thằng này in đang là chim nó chửi nó bóp chúng ta. Thế lại không đi nữa à? Có chứ, vẫn đi, đi. Thế sao mà đi taxi? Đi xe gấp về. Em tôi đi taxi. Bây giờ như này nhá. Khánh Sky, em chào anh Giang, gia đình khá bạn nhá. Chào cậu Giang. Người anh sống chuẩn chất đấy. Anh Giang con người sống chuẩn chất, điềm đạm. Khánh Sky luôn kính nể những con người thế. Không phải Khánh Sky chứ ra ngoài đời chứ biết sợ gì cả. Nhưng mà chị tôn trọng những người sống đàng hoàng, tử tế thôi. Từ nay nhá, Khánh Sky là bố của thằng Nhạn Nhí Nhảnh, Nhạn Nhút Nhát, Nhạn Nhóng Nhéo. Và Khánh Trái Cai là ông tổ của thằng Tiến Bịp nhá. Từ giờ anh em gọi nó là Tiến Bẩn. Tiến Bịp ra vào xem này anh em. Tiến Bịp Cambodia ra vào xem này. Tiến Bịp ơi, anh ơi. Thằng Tiến Bịp đi tìm chân lý ra vào xem này. Chuẩn nick của thằng Tiến Bịp đấy. Mày lên nói chuyện với bố mày gái, Tiến này. Mày lên nói chuyện với cụ mày gái nào. Mày cứ lộ mày bảo là mày ở bên casino Hoàng Diệu. Mày bảo là anh Luân này sang Campuchia chỗ nào mày ra gặp. Bố mày nói xong câu đấy là đổn thổ lấp mẹ mày rồi. Mày anh Luân anh ấy cho các em dình mày ở đoạn mày ở hôm nọ ấy, có thấy đâu. Mấy ngày dình có thấy con nợn đâu. Con nợn có khi lại đổn thổ đào hầm mẹ rồi. Mày chắc lại trốn kiểu như trong địa đạo Củ Chi hay là gì rồi. Tiến giờ cuộc sống của Tiến nó là ăn ỉa tại chỗ mọi người. Nó đào hầm kiểu như là địa đạo Củ Chi ấy, ăn dưới hầm, ăn dưới hang, dưới hốc ấy. Mình có thèm động chạm nó đâu, nó lại lên cái video đó bảo là tao Tiến Bịp gì hai bằng đại học, kỹ sư thiết kế thân vỏ tàu thủy. Cái loại mày mà bây giờ mà đưa ra Hoàng Sa, Trường Sa khi để khóc rưng rức thiết kế thân vỏ tàu thủy. Mày dám ra Hoàng Sa không? Cho mày ra cả bọn tàu khựa mày dám ra không? Lại khóc rưng rức ngay thiết kế thân vỏ tàu thủy. Bố con nợn. Mày hút đá là nhanh nhưng thiết kế là cái gì? Mày thiết kế được thì Việt Nam chả phải mua mấy con gọi là tàu ngầm Kino. Chả phải mua mấy cái con gọi là mày thiết kế tàu sân bay không? Lợn chưa tài đâu, tí bi bạn. Mày làm sao mà thiết kế Việt Nam mình vũ khí nó phải mạnh tối tân hơn của nước ngoài ấy. Mày chỉ có công thức nghiên cứu công thức hút đá thì nhanh thôi con ạ. Hiểu chưa? Xong nó lại quay ra nó bảo là đánh đồng nó với những kẻ vô học như là Quấn Hoa Hồng, Thánh Quạt, Khánh Sky, Long Phú Quốc,